Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu bộ nồi của hãng Silis. Đây là bộ nồi có tên là Achat với 10 món khác nhau. Tổng trọng lượng của bộ nồi này là khoảng 15 cân. Tất cả đều được làm từ vật liệu thép chống rỉ 18 trên 10. Với bộ nồi này thì các bạn có thể sử dụng trên được tất cả các loại bếp, từ bếp ga, bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại. Và chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Do có nhiều món nên khi bạn tháo ra mà không để ý thì các bạn sẽ không lắp trở lại được đâu. Sẽ không vừa. Trên cùng là hai cái vung nồi có đường kính là 20 cm và 24 cm. Đây là vung bằng thủy tinh trong suốt. Cái quay vung và quay nồi đều được làm từ vật liệu chống nóng rất là hiệu quả. Các bạn sẽ không bị nóng khi các bạn cầm vào đây. Đây là sách hướng dẫn đi kèm bằng nhiều thứ tiếng. Đây là chiếc vung 24 cm. Cái vung thủy tinh này thì ngại nhất là bị vỡ, rất là khó mua lại. Đây là chiếc ca sữa có đường kính là 14 cm. Gọi là ca sữa vì trông nó giống như cái ca. Cái này không có vung nhé. Ở đây chúng ta thấy thành nồi rất là dày dặn, giúp việc giữ nhiệt thức ăn lâu hơn. Tiếp theo chúng ta có thêm một cái vung đường kính 20 cm. Giống hệt như cái vung vừa rồi. Dùng cho những cái nồi đường kính 20. Vậy là chúng ta có hai cái vung đường kính 20. Các bạn có thể sử dụng chung vung cho nhau được, miễn là nó vừa. Đây là chiếc nồi có đường kính 16 cm. Chúng ta có thêm một cái quánh cũng đường kính 16. Cái này sử dụng cái vung 16, các bạn úp vào đây là vừa. Đáy nồi rất là dày. Đây là cái phần vỉ hấp, sừng hấp, đường kính 20. Các bạn có thể kết hợp với cái nồi đường kính 20 và vung 20. Vậy là chúng ta có một cái sừng hấp. Đây là cái quánh đường kính 16 cm. Có dung tích là 1,4 lít. Có quay cầm dạng như cái chảo nên gọi là cái quánh. Ở đây chúng ta cũng có cái vung 16 để dùng cho cái quánh này. Phía dưới chúng ta sẽ có hai cái nồi. Đây là chiếc nồi đường kính 20 cm. Cái này các bạn sẽ kết hợp với cả cái vung 20 và kết hợp được với cả cái sừng hấp. Các bạn đặt sừng hấp lên đây là chúng ta có cái nồi để hấp hấp hoặc là nấu sôi. Đây là vung 20. Đây là kết hợp giữa sừng hấp và nồi 20 cm. Chúng ta còn một chiếc nồi 20 nữa. Đây cũng là nồi đường kính 20 cm. Vậy là các bạn có hai cái nồi đường kính 20 nhưng là dung tích khác nhau. Trong này còn có một cái vung đường kính 16. Đây cái mã của nồi này đây. Nồi này có dung tích là lớn hơn cái nồi vừa rồi. 3,3 lít, còn cái nồi vừa rồi chỉ có 2,5 lít thôi. Các bạn cũng có thể kết hợp với cả cái sừng hấp được. Còn đây là chiếc nồi to nhất. Cái nồi này là nồi đường kính 24 cm. Trong này chúng ta có thêm một cái vung đường kính 20. Đây là thông số của chiếc nồi 24. Và dưới này là hai cái chảo. Đây là một cái chảo có một tay cầm. Đường kính là 24 cm. Các bạn có thể dùng cái vung 24 được. Và có một cái chảo to hơn ở phía dưới. Nó là chảo đường kính 28, là hai quay tay cầm. Đây là chiếc chảo đường kính 28. Những cái chảo này là phù hợp để các bạn chiên, rán. Để tìm hiểu kỹ hơn về bộ nồi Silit Achat với 10 món, các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.